Xin chào quý vị và các bạn. Sau cái màn chào sân khá là ấn tượng của mạng xã hội Freestyle trên cái nền tảng Web3 của dự án P-Network, thì dự án P-Network đã chính thức đưa ra những cái thông báo chính thức và rõ ràng nhất về cái dự án Freestyle. Thì họ những cái thông báo này được đăng tải trên trang Twitter của dự án P-Network. Cụ thể nội dung như sau: diễn đàn Freestyle khác với các cái nền tảng xã hội khác như thế nào? Diễn đàn Freestyle dự định giải quyết các cái vấn đề của mạng xã hội Web2 phổ biến hiện nay bằng cách sử dụng công nghệ hỗ trợ chuỗi khối để thiết kế cái tương lai của trải nghiệm xã hội Web3. Mạng Pi tin rằng mạng xã hội Web3 thực sự không nên chỉ là một cái sự bắt chước các cái sản phẩm của mạng xã hội Web2 bằng cách lưu trữ những cái thứ gì đó trên chuỗi khối. Thay vào đó, nó sẽ tạo ra những cái tiến bộ và cải tiến về những sai sót của nhiều mạng xã hội Web2. Những vấn đề như vậy mà diễn đàn Freestyle nhằm giải quyết là truyền bá thông tin sai lệch và các cái thông tin đùa giỡn này, bạo lực trên mạng này, quá tải thông tin, tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm thấp và cái thông tin do sử dụng quá nhiều thuật toán của máy học, do là kiểu dạng như là những cái tài khoản được bot chat nó tạo lập đấy, kiểu như thế. Và các bạn hãy thử vào cái mạng xã hội Freestyle để trải nghiệm xem nó khác các cái nền tảng mạng xã hội khác như thế nào đấy. Và những cái gì mà mạng xã hội Freestyle đang làm hiện tại có thể sẽ là xu hướng của tương lai. Có thể trong thời gian này thì các bạn chưa quen với cái cách thức trao đổi và giao tiếp ở trên mạng xã hội Freestyle, nhưng tuy nhiên có lẽ về sau khi mà những hành vi giao tiếp đấy của chúng ta nó sẽ được nhân rộng và nó sẽ trở lên phổ biến trong tương lai, thì các bạn sẽ cảm thấy đó là những cái hành vi giao tiếp nó đúng chuẩn mực và nó không vi phạm những cái quy tắc đạo đức của những cái mạng xã hội hiện nay mà chúng ta đang vướng phải. Thì các bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về ý kiến này? Các bạn có thể để lại dưới phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhé. Clip ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV.